tưởng quảng cáo bản giao hưởng của công nghệ này thực sự nó là một thành phẩm, một tác phẩm mà của một tập thể sáng tạo chứ không phải chỉ của riêng mình. Nó như là một cái ước mơ của những người làm nhạc ấy, là khi được mà có thể kết nối với nhau, có thể cùng hòa tấu với nhau mà bất kể không gian, thời gian để có thể cùng hòa chung một bản nhạc, thì nó như là một cái ước mơ mà bây giờ thì nó trở thành sự thật với cả 4G. First, in this project, the most beautiful thing is the musician. The fact that we intermingle the technology with the artistic work of the musicians is interesting. Everybody can be on full nature playing music in a beautiful place and to be seen by thousands of people all in Vietnam with a conductor in a city. Everything is it's wrong. Future and past at the same time. There's one scene I will always remember is all the singers, the little girls together from in ethnic Tunisian Hmong. All the Hmong girls, because it was really strong to live, because many scenes it's one musician. Here it was with 15 girls, very cute, very enjoying, with a nice ethnic. Khi mà quay cái đoạn quảng cáo này thì Hưng cảm thấy rất là hào hứng, và cảm cái cảm xúc của mình, cái tự hào, niềm tự hào ở trong con người mình tăng lên rất là nhiều, bởi vì người Việt Nam mình đã làm được cái điều này. Những người trẻ mà như Hưng là luôn luôn phải cập nhật với công việc và luôn luôn phải xem clip hay là làm những cái gì mà liên quan dữ liệu nặng thì chắc chắn là 4G sẽ là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Mọi người bắt đầu đi từ dưới hồ để lên trên một ngọn núi rất là đẹp để nhìn xuống đồi thông rồi nhìn xuống hồ, thì phong cảnh rất là lãng mạn, với cả là một nghệ sĩ cello mà được chơi ở giữa một cái khung cảnh tuyệt vời như thế thì cảm thấy rất là feeling, Thu Cúc cảm thấy rất là vui khi mà được tham gia cái dự án này. Đi lên đây thì không khí rất là trong lành, rất là mát mẻ, cảm giác khi được chơi đàn giữa thiên nhiên rộng lớn như thế này, mình thấy thực sự là hiếm có cái khoảnh khắc được chơi đàn giữa thiên nhiên để mình có thể lắng nghe được từng chút một tiếng động, tiếng đàn của mình.